trẻ lúc trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến thiếu niên nhi đồng. Sự quan tâm đặc biệt đó còn bắt nguồn từ tầm nhìn xa trông rộng, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Các em luôn được dành những điều tốt đẹp nhất, học tập trong môi trường thuận lợi nhất. We'll be right back.